Xin chào các bạn. Hôm nay thì công ty mình có nhận được một cái cây kèn điện tử đem đi bảo hành. Cây là cây Roland Aerophone 10. Nó bị loạn phím bấm các bạn. Loạn phím bấm. Phím bấm mà không bấm nó cũng kêu, hay là bấm thì nó như cứ nhảy lung ta lung tung ấy. Thì bên mình phải thay cái linh kiện chính hãng, cái mạch mới vào cho khách và lắp lại. Cũng nhân tiện đây thì mình nhắn nhủ qua cái video này là anh em hãy cố gắng mua hàng chính hãng. Thực sự là cái hàng xách tay mình khi mà gặp cái trường hợp rủi ro không biết đâu mà lần. Tìm đến những nơi bán những hàng order ấy, thì họ đâu có linh kiện bảo hành cho mình đâu. Họ cũng sẽ đa phần là sẽ không xử lý được cho mình. Nên cố gắng đắt một tí nhưng mà mình cố gắng mua hàng chính hãng để được hưởng những cái chế độ quyền lợi về sau. Mình có sửa chữa thì nó cũng rất là đơn giản. Công ty mình là chuyên phân phối các loại nhạc cụ điện tử, sáo điện tử, kèn điện tử chính hãng. Các bạn muốn mua bất kỳ loại nào thì có thể là liên hệ với công ty mình, hoặc là có trường hợp bị hỏng hóc muốn sửa chữa thì liên hệ số điện thoại 0924644222, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Trang Music.